Avezanh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay Avezanh. Cô xin chào tất cả các con. Cô là cô Vân Anh và hôm nay cô rất vui vì được đồng hành với chúng mình trong tiết học này đấy. Bài học hôm nay của cô mang tên Phép trừ trong phạm vi 10. Nào, chúng mình hãy chuẩn bị đầy đủ sách vở, bút viết và bộ đồ dùng học toán để bắt đầu buổi học với cô nhé. Phần 1. Khám phá. Các con hãy quan sát bức tranh và cho cô biết chúng mình quan sát được những gì. À, đây là buổi sinh nhật của bạn Nam. Nam mời các bạn đến nhà chơi. Có tất cả bao nhiêu bạn nhỏ nhỉ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Có tất cả 7 bạn nhỏ trong căn phòng. Có một bạn nhỏ đi về. Vậy, trên bàn còn lại bao nhiêu bạn? À, đúng rồi đấy. Có 7 bạn nhỏ. Một bạn nhỏ đi về. Vậy lúc này trên bàn còn lại 6 bạn nhỏ. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chiếc bánh sinh nhật trên bàn được cắt làm 8 miếng. Đã ăn mất 1 miếng. Vậy còn lại bao nhiêu miếng? Cô cho mình cùng đếm nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. À, chiếc bánh kem có 8 miếng, đã ăn mất 1 miếng, vậy còn lại 7 miếng. Trên bàn có tất cả là bao nhiêu cốc nước? Có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Có tất cả 7 cốc nước. 2 cốc nước đã uống hết. Vậy còn lại mấy cốc nước? À đúng rồi đấy các con ạ. Còn lại là 5 cốc nước. 1, 2, 3, 4, 5. Vậy để tìm phần còn lại, chúng mình thực hiện phép tính gì? Đây cũng chính là nội dung bài học ngày hôm nay, phép trừ trong phạm vi 10. Trên màn hình, cô có tất cả là bao nhiêu chấm tròn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cô có tất cả 7 chấm tròn màu xanh. Cô bớt đi 1 chấm tròn. Vậy, còn lại bao nhiêu chấm tròn? À, đúng rồi. Còn lại 1, 2, 3, 4, 5, 6. Còn lại 6 chấm tròn. Vậy, cô có phép tính tương ứng. 7 trừ 1 bằng 6. Cô nói có 7 chấm tròn, bớt đi 1 chấm tròn, còn lại 6 chấm tròn. Tương tự, chúng mình hãy cho cô biết cô có bao nhiêu chấm tròn màu đỏ. À, đúng rồi, cô có 7 chấm tròn màu đỏ. Cô bớt đi bao nhiêu chấm tròn? Đúng rồi đấy, cô bớt đi 2 chấm tròn. Vậy còn lại bao nhiêu chấm tròn màu đỏ nhỉ? Cô cho mình cùng đếm nhé. 1, 2, 3, 4, 5. Còn lại 5 chấm tròn. Cô có phép tính tương ứng 7 trừ 2 bằng 5. Chúng mình nói rằng có 7 chấm tròn màu đỏ, bớt đi 2 chấm tròn, vậy còn lại 5 chấm tròn. Tương tự, chúng mình hãy quan sát hình bên trái và cho cô biết cô có phép tính tương ứng là gì nào? Có 8 chấm tròn màu xanh, bớt đi 1 chấm tròn, vậy còn lại 7 chấm tròn màu xanh. Tương tự, với hình bên phải, cô có phép tính tương ứng là gì nào?
À, đúng rồi, cô có phép tính 9 trừ 6 bằng 3. Có tất cả 9 chấm tròn. Cô bớt đi 6 chấm tròn. Vậy còn lại là 3 chấm tròn màu đỏ. Vừa rồi, cô cho mình đã cùng làm quen với một số phép tính trừ trong phạm vi 10. Bây giờ, chúng mình hãy cùng vào phần luyện tập nhé. Cô có tất cả là 4 hình vẽ, mỗi hình vẽ tương ứng với một phép tính. Chúng mình hãy đếm số lượng chấm tròn còn lại để điền kết quả thích hợp vào từng phép tính nhé. Ví dụ, hình vẽ đầu tiên, cô có 7 chấm tròn. Bớt đi 3 chấm tròn. Vậy còn lại là bao nhiêu chấm tròn? À đúng rồi, còn lại 1, 2, 3, 4. Còn lại 4 chấm tròn, cô có phép tính tương ứng 7 trừ 3 bằng 4. Tương tự chúng mình hãy thực hiện thật nhanh 3 phép tính còn lại vào trong vở giúp cô nhé. Các con đã ra kết quả chưa nào? Cô cho mình hãy cùng kiểm tra nhé. 8 trừ 4 bằng bao nhiêu? Rất tốt, 8 trừ 4 bằng 4. Có 8 chấm tròn, bớt đi 4 chấm tròn. Vậy còn lại 4 chấm tròn. 10 trừ 5 bằng bao nhiêu nào? Đúng rồi đấy, 10 trừ 5 bằng 5. Vậy 9 trừ 7 bằng bao nhiêu nào? À, 9 trừ 7 bằng 2. Cô cho mình hãy cùng nhau đọc lại một lượt các phép tính trên màn hình nhé. 7 trừ 3 bằng 4. 8 trừ 4 bằng 4. 10 trừ 5 bằng 5. 9 trừ 7 bằng 2. Tiếp theo, chúng mình hãy cùng cô chuyển sang bài tập số 2, tính nhẩm. Trên màn hình của cô là các phép tính 10 trừ 2, 6 trừ 3, 7 trừ 6, 8 trừ 7, 7 trừ 5, 9 trừ 6, 9 trừ 5, 6 trừ 5 và 10 trừ 8 bằng cách sử dụng các chấm tròn bớt đi số lượng chấm tròn hoặc sử dụng các ngón tay. Các con hãy thực hiện tính nhẩm thật nhanh các phép tính này nhé. Cô gợi ý, chúng mình có thể sử dụng ngón tay để thực hiện các phép tính này. Với phép tính 10 trừ 2, cô giơ 10 ngón tay. Trừ 2 tức là cô bớt đi 2 ngón tay. Vậy các con hãy đếm lại, còn bao nhiêu ngón tay nhỉ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. À, 10 trừ 2 bằng 8. Tương tự chúng mình hãy thực hiện các phép tính còn lại thật nhanh nhé. Các con đã ra kết quả của mình chưa nào? Hãy đối chiếu bài làm của mình với đáp án của cô nhé. 6 trừ 3 bằng 3. 7 trừ 6 bằng 1. 8 trừ 7 bằng 1. 7 trừ 5 bằng 2. 9 trừ 6 bằng 3. 9 trừ 5 bằng 4. 6 trừ 5 bằng 1. 10 trừ 8 bằng 2. Bài tập 3. Nêu phép trừ thích hợp với tranh vẽ. Các con hãy quan sát bức tranh, nêu cho cô tình huống có phép trừ trong tranh vẽ này nào. Bác thợ phải sơn 9 hàng rào. Có 2 hàng rào chưa sơn, vậy bác đã sơn được bao nhiêu hàng rào?
À, đúng rồi. Cô có phép tính tương ứng 9 trừ 2. 9 trừ 2 bằng bao nhiêu nào? Đúng rồi đấy, 9 trừ 2 bằng 7. Cô có thể đếm như sau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vậy, bác đã sơn được 7 hàng rào. Vì hôm nay chúng mình đã thực hiện bài tập rất tốt, cho nên cô thưởng cho chúng mình một trò chơi mang tên Ai nhanh, ai đúng. Luật chơi vô cùng đơn giản. Các con hãy, cô có tất cả là 3 câu hỏi. Chúng mình hãy suy nghĩ và trả lời thật nhanh cho cô các câu hỏi với 3 phương án lựa chọn là A, B, C. Bây giờ chúng mình sẽ đến với câu hỏi số 1. 10 trừ 4 bằng bao nhiêu? A, 6, B, 7, C, 8. A, 10 trừ 4 bằng 6. Cô trò mình hãy cùng kiểm tra đáp án nhé. Đây là một phương án trả lời hoàn toàn chính xác. Câu hỏi số 2. 5 là kết quả của phép tính nào? A. 10 trừ 4 B. 10 trừ 5 C. 10 trừ 6 Cô cho chúng mình 10 giây suy nghĩ và đưa ra đáp án. 10 giây bắt đầu. Phương án lựa chọn của chúng mình là phương án nào? Cô cho mình cùng kiểm tra nhé. 10 trừ 5 có phải là kết quả? 5 có phải là kết quả của phép tính 10 trừ 5 không nhỉ? Đây là một đáp án hoàn toàn chính xác. Câu hỏi số 3. 9 trừ 7 bằng bao nhiêu? A. 4 B. 5 C. 2 5 giây suy nghĩ và đưa ra đáp án. Cô cho mình cùng kiểm tra nhé. A. 9 trừ 7 bằng 2 là một đáp án hoàn toàn chính xác. Ở bài học ngày hôm nay, cô trò mình đã cùng tìm hiểu và làm quen với các phép tính trừ trong phạm vi 10, nêu được các tình huống sử dụng phép tính trừ. Bài học hôm nay của cô đến đây là kết thúc rồi. Cô xin tạm biệt, hẹn gặp lại các con trong những bài học tiếp theo nhé. Khóa học viên rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Vietjet.